Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Hôm trước thì Tuấn Anh cũng quay cho anh em dàn xe sedan. Hôm qua Tuấn Anh quay cho anh em dàn xe hatchback. Thì hôm nay đáng nhẽ lý ra thì là phải quay cái dàn xe 7 chỗ, nhưng 7 chỗ thì nhà em này nó còn ít lắm. Mà Tuấn Anh cũng mới quay xong. Vì thế nên hôm nay thì Tuấn Anh sẽ quay tất tần tật những cái mẫu xe là có mặt tại cửa hàng. Bà con sẽ có thể là quay nhanh cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, có bác chị em nhà mình. Hợp lý con xe nào thì các bạn có thể là lấy con xe đó cho em, được không ạ? Ok không các bạn? Thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đang giới thiệu đến cho anh em một cái dòng xe tất tật tật những cái dòng xe đây. Mọi người có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Tuấn Anh sẽ đi vào cái dàn 7 chỗ trước nhé. Báo giá nhanh cho anh em thôi nhá. Ok, đây đang có cho anh em con 2009 Innova 2009 bản 2010 bản G. Xe biển Hà Nội đang trong quá trình thu hồi biển rút hồ sơ để cho anh em 215 triệu đồng. Con này là bản G xịn số sàn 2.0 nhé bà con nhá. Fortuner biển 12711, con này để cho anh em là 301 này. Con này là một chiếc Fortuner 2009 máy xăng số sàn máy xăng số tự động 2 cầu 2.7 để cho anh em 301 này. Fortuner 7 chỗ ngồi nha, rất là đẹp luôn. Mitsubishi Xpander, con này là con Xpander 2018 ạ. Số sàn 1.2, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới biển Bắc Linh, để cho anh em là 415 triệu đồng nha, 415 triệu đồng. Máy 1.5 dành cho các bạn nào mua con này về chạy dịch vụ thì ok luôn nhá. Xe gia đình sử dụng ạ. Innova 2013, con này là phiên bản số sàn, máy của nó là 2.0 bản G. Biển Hòa Bình 28A10182, đăng kiểm tháng 12 năm 2024, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 295 triệu đồng, bớt cho anh em 10 triệu này. Tiếp tục là Innova 2010 bản G số tự động, con này đang đeo biển 30K00976, để cho anh em loanh quanh con này là 270 triệu đồng này. Đấy. Innova G2009, con này số sàn, máy 2.0 bản G, con này được cái là xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Thái Bình 17A01465, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 225 triệu đồng này. Đấy. Toyota Innova 2015 biển 17A123477, con này là tư nhân chính chủ biển Thái Bình, đó là bản G nhưng vẫn được trang bị động cơ 2.0 số sàn, để cho anh em là 275 triệu này. Đấy. Innova G2011 phiên bản số sàn biển 36A73204, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa bản G xịn, để cho anh em 225 triệu đồng này, 225 triệu đồng. Là bà con có bác chị em nhà mình đã có được chiếc Innova G 2011 số sàn nhé, rất là đẹp luôn. Innova 2014 bản G số tự động biển Hà Nội 30A13367, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 380 triệu đồng. Đấy, 380 triệu đồng Innova G 2014 số sàn nhé. Fortuner 2010 số tự động máy xăng 2010 bản V2.7, máy của nó là 2.7 máy xăng nhé, 7 chỗ ngồi, để cho anh em là 335 triệu đồng này. Fortuner 2010, một dòng xe SUV rất là đẹp luôn. Karian 2016 số sàn, một chiếc xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng, không qua taxi, không qua dịch vụ, đăng kiểm tháng 2025 luôn. Đấy, con này thì để cho anh em là 275 triệu đồng này. Tiếp tục là một mẫu xe Karian 2015. Con này đang đeo biển 30E45706. Con này để cho anh em là 228 triệu đồng. Một chiếc Karian 2015 số sàn, máy của nó là 2.0 bản đủ, xe gia đình sử dụng, biển Hà Nội nhé. Đấy, 228 triệu đồng. Tiếp tục là một chiếc Fortuner 2013. Con này là phiên bản số tự động máy xăng 2.7. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, về các bác chỉ việc bấm biển ra tên thôi, để cho anh em là 415 triệu đồng bao ra tên. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Venna. Với chiếc Hyundai Venna sản xuất năm 2019 bản số tự động máy 1.4 biển Hà Nội. Xem Vios à? À đây. Hai con Vios 24 này. Tiếp tục là một chiếc 30E05137. Con này để cho anh em với giá là 205 triệu đồng. Đấy, 205 triệu đồng. Quý khách hàng và quý bà con, các bác chị em nhà mình nào đã có nhu cầu quan tâm về chiếc xe số tự động này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng
qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863, để cho anh em loanh quanh là 205 triệu đồng đối 2009 số tự động mà con nhé. 2009 số tự động này. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai Avante 2015, con này là phiên bản số sàn máy 1.6 biển Bắc Giang. Số sàn 1.6 thì các bác có thể mua về chạy dịch vụ và chạy gia đình thì đều rất là hợp lý. Quay để cho anh em là 265 triệu đồng. Các bạn đã có một chiếc xe Hyundai Avante 2015, một chiếc xe rất là đẹp, máy 1.6 gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ. Tiếp tục là một chiếc Hyundai Venna 2008. Con này thì số sàn máy của nó là 1.4 biển Hải Phòng 15A46457, để cho anh em 130 triệu này. Honda City 2016 bản CVT, con này thì biển Hà Nội đã rút được sơ rồi. Hiện tại thì con này là một số tự động máy 1.5 màu mắm tôm. Con này để cho anh em là 365 triệu đồng. Honda City 2016 số tự động máy 1.5. Chevrolet Cruze 2016, con này là phiên bản số sàn, máy của nó là phiên bản số tự động máy 1.8 bản NTZ biển 99A59610. Con này nó là màu trắng bản full. Với cái tầm giá con này là 260 triệu, các bạn đã sở hữu được trước Chevrolet Cruze 2014 số tự động nhé. 2014 số tự động, đời 2014 số tự động này. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 260 triệu thôi, một chiếc xe Chevrolet Cruze 2014 số tự động nhé. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Moling nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, sản xuất năm 2005, đăng ký 2007, hộp số tự động máy 1.0. Chiếc xe đang đeo biển 99A38839, để cho anh em loanh quanh 136 triệu đồng với một chiếc xe Moling 2005, đăng ký 2007, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.0, hàng nhập khẩu nhé. Xe rất là đẹp cho anh em tập lái này. Hyundai Avante 2012, số sàn máy 1.6 biển Bắc Giang 98A51230. Con này thì để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 232 triệu thôi. 232 triệu các bạn đã có được một chiếc xe Hyundai Avante 2012 số sàn 1.6 nhá, 232 triệu. Fortuner 2012 phiên bản số tự động, máy của nó là 2.7V máy xăng. Con này thì xe của Tuấn Anh đang đi, để cho anh em là 295 triệu đồng. Một chiếc xe Fortuner 2012 form mới, con này form mới nhá. Một cầu 2.7V chạy cực kỳ khỏe và cơ bắp luôn. Xe thì cam kết cho anh em zin cả xe luôn với giá 395 triệu đồng. Ở đây thì em mới về cho anh em một chiếc Honda City này 2016 số tự động, xe thì cam kết cho anh em là zin hết này. Có mỗi tí sơn ở đây nó bị quẹt một tí này. Xe thì vừa về đến đây luôn. Mới tí sơn nên nó quẹt một tí, chưa dọn dẹp rửa ráy gì, em cho đi dọn dẹp rửa ráy đánh bóng hay là xong. Sơn lại tỉa dưới, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2025 biển Hà Nội nhá. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 345 triệu thôi. Đấy, các bạn đã có một chiếc xe Honda City hộp số tự động, máy của nó là 1.5 biển Hà Nội. Con này rất là đẹp luôn, keo chỉ zin hết luôn nhé bà con nhé. Rất là đẹp City nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc Daewoo Nacity CDX số tự động ạ. Con này thì hiện tại là sản xuất năm 2009, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 175 triệu đồng nhé. 175 triệu đồng là bà con các bác chị em nhà mình đã có được một chiếc Daewoo Nacity CDX 2009 số tự động, máy của nó là 1.6. Dòng xe này thì chạy rất là ngon lành, và hộp số tự động thì với cái tầm tiền hơn 100 triệu thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý cho anh em nhé. Bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về tất cả cái dòng xe BMW thì có thể nhấc máy lên, và đây là cửa hàng của Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, đặt tại thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, làm đối diện với lại ngôi chùa Cao Linh, mặt đường 10 hướng đi Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Rất là tiện dụng cho anh em có thể đi qua. Bà con các bác chị em nào qua bên em thì có thể uống nước chè, hút thuốc nào, vào xem xe trải nghiệm thoải mái nhé. Tiếp tục đêm đang có cho anh em một mẫu xe Nissan Sunny, sản xuất năm 2015, bản đủ số sàn 1.5. Con này thì tên tư nhân biển Thanh Hóa, trước đây cũng đã qua dịch vụ rồi, và để cho anh em là 189 triệu đồng. Hyundai Getz 2008 số sàn, một chiếc xe cũng là dịch vụ rồi, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.1 biển Hà Nội, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 119 triệu đồng biển Hà Nội nhé. Đấy. Hyundai Avante sản xuất năm 2000. Alo ạ. Có con 2020 rồi. Hơn 300 ạ. 370 ạ. 375 triệu. Thái Nguyên, một chú. Biển 20 hay nào vậy?
340 thì không có nào kiểu 27 phong cũ là quanh 300 thôi. Và tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Hyundai Avante 2013. Con này thì số sàn máy 1.6, tư nhân chính chủ, biển là Thanh Hóa, đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Và con này hiện tại bên em đang bán là 225 triệu đồng, Hyundai Avante 2012 nhá, à 13 nhá. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2017, 2007. Con này đến nào là phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5 bản E xịn. Con này thì tên tư nhân chính chủ, biển 21A17917, bản E xịn form mới, để cho anh em là 150 triệu này. Nếu như anh em là mua về chạy dịch vụ mà đang kiếm một cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu thì đây đang có cho anh em một cái mẫu xe có thể nói rất phù hợp cho các bạn đây. Đó là một chiếc xe Mitsubishi Charger. Với con Charger này thì nó là sản xuất năm 2014, tên tư nhân chính chủ, một chủ từ mới sử dụng, gia đình sử dụng, biển Hải Phòng luôn ạ. Xe gia đình sử dụng, một chủ từ mới, máy 1.2, keo chỉ, máy số zin cả xe. Xe thì cam kết cho anh em không lỗi, và với cái cửa tiền 2014, máy 1.2, giá chỉ có 200 triệu thôi. Xe khẳng định cho anh em là gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ gì nhá. Với giá chỉ có 200 triệu đồng tròn thôi ạ, 200 triệu đồng tròn thôi. Và có bác chị em nào đã có được một chiếc xe này thì quá là ok rồi. Rất là hợp lý để cho mọi người có thể mua con xe này. Mitsubishi Charger, một cái dòng xe rất tiết kiệm nhiên liệu. Con này ăn tầm hơn 4 lít trên 100 km thôi. Mà sedan 2 đầu, máy 1.2 bà con nhé. Bà con có bác chị em thích chiếc xe này không ạ? Tiếp tục bọn em đang có cho anh em Toyota Vios sản xuất năm 2019 ạ. Con này đã sản xuất 2009. Số sàn, máy 1.5, bản limo, lưng phương kính đồ. Coi để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 145 triệu ạ, 145 triệu. 2009 bản limo nhá. Tiếp tục là một chiếc xe Daihatsu Nacity sản xuất năm 2010. Con này thì 09 à 10. Số sàn nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 36A06263. Để cho anh em loanh quanh con này, hiện tại là bên em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng 165 triệu đồng ạ. Toyota Vios 2009 cũng là bản limo màu vàng cát. Xe đã rút hồ sơ rồi, về các bạn chỉ việc bấm biển ra tên thôi ạ. Con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 145 triệu ạ. Mitsubishi Charger 2016 số sàn. Con này là màu bạc, xe của nó thì cũng rất là đẹp cho anh em, bản đủ nhá. Để cho anh em là 215 triệu ạ. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Kia Forte sản xuất năm 2012 ạ. Con 2012 này thì đang đeo biển Hải Phòng 15A63462 ạ. Số tự động 1.6 nhá. Một cái dòng xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, xe rất là đẹp và rất chất lượng. Để cho anh em là 295 triệu đồng ạ. Tiếp tục là một chiếc xe Kia Cerato 2018 ạ. 2017, con này 2017, máy 1.6 ạ. Con này hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với giá là khoảng 412 triệu đồng ạ. Kia Cerato 2017, máy 1.6, số tự động bản full nhá. Đấy, 412 triệu đồng. Hoặc Kia Sulotto, con này thì hiện tại là sản xuất năm 2020 ạ. Con này 2020, số sàn 1.4, bản Pay, biển Bắc Giang, à Bắc Linh. Con này để cho anh em là khoảng loanh quanh 299 triệu đồng. Một chiếc xe Sulotto 2020, xe gia đình, một chủ từ mới nhá. Zin cả xe không lỗi bà con nhá, với giá chỉ có loanh quanh đâu đó khoảng 299 triệu đồng thôi ạ. Tiếp tục là một chiếc Toyota Vios bản E, con này sản xuất năm 2020 ạ, form mới nhá. Con này là bản 4 túi khí, à 4 phanh đĩa, bản 4 phanh đĩa luôn nhá. Con này biển Thái Nguyên, xe gia đình sử dụng, một chủ từ mới nhá. Và để cho anh em là 375 triệu đồng ạ, 375 triệu đồng. Một chiếc xe Toyota Vios bản E CVT, E số sàn đấy ạ, rất là đẹp luôn, zin không lỗi luôn. Ở đây em đang có hai chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2014 ạ, số sàn đều là bản E hết, một con biển Hải Phòng và một con biển Nam Định, đều là 258 triệu đồng nhá. Hyundai Accent 2012 số sàn, máy 1.4. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 245 triệu đồng này, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Bà con có bác chị em là không thích Vios thì chuyển sang dòng Accent này nó cũng hợp lý này. Anh em mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình cũng khá hợp lý luôn nhá. Màu nâu cà phê ạ. Tiếp tục ở đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2016, tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ mới, số tự động màu đỏ. Xe gia đình sử dụng, một chủ từ đầu, biển Hưng Yên ạ. Con này để cho anh em là 395 triệu đồng nhá. Cerato 2016, số tự động 1.6, một chủ từ đầu ạ. Rất đẹp luôn ạ. Hoặc là Hyundai Accent bản ATH ạ. Con này thì hiện tại là 2020, biển 22 của tỉnh Tuyên Quang, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2025. Và với cái cửa tiền là 435 triệu đồng, các bạn đã sở hữu được một chiếc Hyundai Accent bản ATH 2020, một chiếc xe bản full kinh đô, số tự động rất là đẹp, 1.4, rất là ổn định cho anh em nhá, zin cả xe luôn ạ. Chevrolet Cruze sản xuất năm 2015 ạ. Con này là phiên bản số tự động, máy 1.8 bản NTZ ạ. Chiếc xe đang đeo biển Hà Nội 30A56674. Và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 270 triệu. 270 triệu là bà con đã sở hữu được chiếc xe
Hyundai Chevrolet Cruze rồi, một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con ạ. Vậy thì bà con có bác chị em nhà mình đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này không ạ? Thì hãy nhớ nhấc máy lên ạ. Với giá có 270 thôi. Mới về cho anh em một chiếc xe Hyundai Grand i10 ạ. Đẹp thì không phải bàn, đến xem xe thì mới là biết là cái giá thực tế, chứ con này đăng lên thì nhiều bác chửi em là cao. Nhưng đố các bác tìm đến ở khu vực Hải Phòng này hay là quanh quanh khu vực miền Bắc này có một con xe nào đẹp như thế này luôn ạ. i10 2017 thôi, nhưng mà xe mới chạy có 6 vạn chuẩn thôi. Zin cả xe luôn. Đấy, để cho anh em loanh quanh 276 triệu đồng, bao rút hồ sơ gốc, hỗ trợ cho anh em vận chuyển trên miền Tổ quốc nhá. Biển Hải Phòng một chủ từ mới chạy hơn 6 vạn nhá. Matiz 2006 ạ, con này thì để có anh 555 triệu thôi. 55 triệu thôi. Cerato 2009 235 triệu này. Số tự động, máy của nó là 1.6 nha, nhập khẩu nguyên chiếc, biển Hà Nội, xe rút hồ sơ rồi ạ. Với giá có 255 triệu thôi ạ. Rất là đẹp luôn ạ. À quên, 235 triệu đồng thôi, rất là đẹp luôn. Cerato 2009 số tự động nhá. Tiếp tục ở đây em đang mới về cho anh em một chiếc Honda City ạ. Con City này thì sản xuất năm 2017, số sàn máy 1.5 nhá. Chiếc xe đang đeo biển Hải Phòng 15A31008 ạ. Để cho anh em có 319 triệu đồng thôi. Một chiếc Honda City số sàn nhá. Số sàn chứ không phải số tự động nhá. Số sàn nhá. Máy 1.5, xe để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 319 triệu đồng ạ. 319 triệu đồng là bà con có bác chị nhà mình đã có được một chiếc City số sàn. Con này thì mua về chạy dịch vụ cũng khá hợp lý nhá. Đời 2017 ạ, rất là đẹp luôn. Lacetti CDX sản xuất là Lacetti SE 2010. Con này bán 165 triệu nhá. Số sàn máy 1.6 ạ. Xe rất là đẹp, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc nhá. Bà con có bác chị em thấy ok với con này thì alo cho em nhá. Xe rất là ổn định luôn ạ. Cực kỳ hợp lý cho anh em nhá. Rất hợp lý luôn. Lá lốt 2000 ạ. Con này lá lốt 2000 để cho anh em là 42 triệu này. 42 triệu này, máy lổ còi kêu, bốn bánh quay đều, điều hòa mát nhá. Đăng kiểm còn này. Rồi thất đẹp, búng cái lỗ ngay này. Với cái cửa tiền chỉ có loanh quanh như vậy thôi nhá. Tiếp tục là Vios E 2017 ạ. Con này 2017 thì hiện tại là tôi đang chờ bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng 299 triệu đồng, gọi là 300 triệu ạ. 300 triệu. 300 triệu. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2026 nhá. Bản E số sàn ạ, xe rất là đẹp luôn, biển Hải Dương luôn nhá. Cerato 2017 ạ. Cerato 2017 bản AT 1.6 nhá. Xe đã thu hồi biển số rồi, để cho anh em 395 triệu thôi. Máy 1.6, xe đẹp, zin không lỗi luôn. Tiếp tục là một chiếc xe Daihatsu Nacity SE 2007 2009 nhập khẩu 155 triệu này. Cruze Chevrolet Aveo 2018 ạ, để cho anh em 219 triệu đồng. Số sàn nhá, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, đã rút hồ sơ rồi ạ. Nacity SE 2010 ạ, tư nhân một chủ từ đầu đăng ký 2011, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 29A05809 là để cho anh em 160 triệu ạ. Ở trong đây là cái dàn hatchback mà ngày hôm qua Tuấn Anh cũng đăng lên rồi, thì ở đây nó đang gồm có Matiz này. Matiz là hơn 50 này, con này 29 là 58 triệu 207 này. Moling nhập khẩu 2004 nhập khẩu số tự động là 128 triệu này. i10 2015 số tự động biển Thái Bình để cho anh em 275 triệu này. 2015 số tự động này. Spark là 2013, con này để cho anh em là 119 triệu này. Bro thương hiệu đến từ Anh 2009 để cho anh em 200 triệu này. Moling 2013 xe đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên thôi, để cho anh em 145 triệu số sàn mà taxi ra này. Moling 2018, hai con này 2018 để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 205 triệu đấy, 2018 nhá. Bản 1.25 màu bạc xịn không đổi màu, có qua dịch vụ chút thôi. Tiếp tục là Suzuki Swift 2008 ạ, với giá là 209 triệu đồng ạ, đời 2008 219 triệu đồng. Đời 2008 nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản, máy 1.5 nhá, một chủ từ mới ạ, màu đen rất là đẹp luôn ạ. Moling 2016 số sàn ạ, máy của nó là 1.25. Con này thì đã rút hồ sơ rồi, cũng qua dịch vụ rồi, để cho anh em 180 triệu này. Tiếp tục là một chiếc xe Moling 2018 ạ, con này thì hiện tại là bên em đang chờ bán với giá là 190 triệu. 190 triệu Moling 2018 nhá. Rất là đẹp, màu trắng xịn không có đổi màu đổi miếc gì cả. Tiếp tục Moling C 2015 ạ, con này để cho anh em 190 triệu này. Moling C bản đổ số sàn 2.25 nhá. Tiếp tục là một chiếc xe i10 2014 ạ. Con này i10 2014 để cho anh em 169 triệu biển 37 bản thiếu nha, taxi ra nhá. Tiếp tục là Moling i10 2015 cũng bản thiếu taxi ra 175 triệu này. Moling C bản đủ con này cho anh em 190 triệu này. Đấy, bản đủ số sàn xem rút sơ rồi nhá. i10 bản đủ ạ. i10 bản đủ con này hiện tại bên em đang chào bán với dân lanh quanh đâu đó khoảng tầm là 152 triệu này, bản đủ số sàn xe gia đình sử dụng này. i10 2015 bản thiếu taxi ra để cho anh em 175 triệu này. Ở trên đây thì em đang có mấy con Matiz mấy chục triệu này. Nhưng Spark là 2011 79 triệu này. Biển 15A14991 này, 79 triệu này. Moling 2007 biển 29A85628 ạ, để cho anh em 90 triệu này.
90 triệu này, số sàn xe gia đình sử dụng không qua đục taxi gì nhá. Đấy, rất là đẹp luôn ạ, có 90 triệu thôi ạ. Spark 2010 con này hiện tại bên em đang chào bán giá là 79 triệu này, 79 triệu 2011 này. Matiz 2006 con này cũng giá 55 triệu này. Đó lại thì rất nhiều xe cho bà con. Đấy, quý khách hàng và quý bà con, các chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng xe nào thì alo trực tiếp cho em nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo ạ.